Sharapova thời gái một con trong ngoằn con mắt, bô chát luyện công ở đồi vắng. Búp bê Sharapova mang tới cho khán giả một hình ảnh khác, còn bô chát lên tận đồi vắng để tập luyện. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 là thời điểm gần như đã kết thúc mùa giải tennis khi mà những sự kiện lớn nhất của làng banh nghỉ đã khép lại. Quãng thời gian này, các ngôi sao lớn dành nhiều thời gian để xả hơi, chỉ có các vận động viên trẻ hoặc tầm trung tham dự các sự kiện Challenger và ITF. Khán giả cũng dành sự quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống cá nhân của những ngôi sao quần vợt, trong đó dù đã giải nghệ Maria Sharapova và tay vợt đang có thứ hạng thấp. Ngoài top 300, Evgeny Bochat vẫn được nhắc đến. Búp bê Nga Sharapova giải nghệ vào năm 2020, hiện tại cô đã sinh con và lấy lại vóc dáng yêu kiều như thời còn thi đấu tennis. Sau sinh, chân dài 1m83 đã trở lại tập gym và kết hợp nhiều bài tập duy trì sức mạnh và giúp cơ thể thon thả hơn. Khi còn thi đấu, Masa được khen tài sắc vẹn toàn, nhưng vòng 1 của cô không được đánh giá cao. Người ta thường nói gái một con trong ngoằn con mắt, sau sinh Sharapova đã trở nên quyến rũ hơn nhiều, vòng 1 của cô cũng hút mắt hơn. Bức ảnh mới nhất khoe trên Instagram có 4,4 triệu người theo dõi của Masa đã chứng minh điều đó, Sharapova ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Giống như Sharapova, Bochat, tay vợt xinh đẹp người Canada gần đây cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Tay vợt Canada thu hút khán giả bằng những bức ảnh bikini hút hồn, những trang phục thời trang hàng hiệu, địa điểm du lịch sang trọng trên thế giới. Mới đây, tay vợt đang giữ hạng 329 thế giới cho thấy quyết tâm trở lại đỉnh cao bằng cách luyện thể lực trên một ngọn đồi. Cô khỏe tấm hình khỏe khoắn và viết, chạy nước rút trên đồi vào thứ hai. Chứng kiến nỗ lực của Bochat, khán giả đã gửi những lời khích lệ và lời chúc thành công dành cho tay vợt 28 tuổi. Quốc hội.